Vâng, em xin chào quý vị. Đấy. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với một đôi là ba đường tiếng của Victor nhé. Đây. Đôi này là đôi Victor, mã của nó là con DCV7 nhé, Greyfield. Chả biết là cái chữ Greyfield là cái gì đâu. Đấy, thì đây là Victor, vâng, một thương hiệu khá là nổi tiếng của trên cái làng âm thanh. Đây là ngoại hình của cái Dona Victor DC7 này. Ngoài ra ở đằng sau nó có tên mã khác là EV7 nhé. Công suất của nó 100W, chỉ khoảng 6 ohm. Này nhé. Đây dòng này thì như quý vị thấy là nó là dòng bắt carbon nhá, bắt carbon dàn chăn, đấy bắt carbon dàn chăn. Đấy và gân vải. Đấy. Rất là chất của Victor. Đấy. Kiểu dáng của nó cũng còn rất là hiện đại này. Đấy nhá. DC EV7. Kích thước của nó như sau. Chiều ngang là 30. Vâng. Chiều sâu của loa là đi 23. Đấy. Chiều cao của loa là đi 54. Đấy, 54 cm. Vâng. Đường kính nó bát ở đây là em đo hết cái viền bên ngoài đây là được 26. Vâng. Còn nếu cứ đo theo cái gân bên trong thì được 23. Đâu đâu nếu đo hết gân ở đây nó là 20 này. Tùy quý vị thôi. Còn bình thường người ta sẽ hay đo hết cái viền ở đây là 26 này. Nếu đo không, nếu không nữa thì đo cái viền trong này là 24 này, nha quý vị nhá, 25 này. Này. Ok, đây chắc còn đã bắt 25 rồi. AC con DCEV7 này nha, giá của nó sẽ là đấy nha, con này giá của nó là 2.890.000 đồng nhá. Vâng, e căng của nó thì em đang thấy có một cái ở đây, còn không biết một cái nữa thì nó đang ở đâu đấy trong nhà này thôi, để em sẽ tìm được em sẽ báo lại. Còn nếu không có e căng thì đấy chỉ còn một cái nhá, này 2.890.000 đồng này. Vâng, em xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại quý vị ở những cái video xoay bên em nhé. Vâng, em xin chào và xin hẹn gặp lại quý vị.